Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn, cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác, đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình em ạ. Hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với anh em với một con nắc gọi là tên nhân vật là Vado Tensi ở server làng lá 1 anh em ạ, cấp 49. Thì quay đi quẩn lại thì mình gọi là phải nói là anh em phải làm quen dần với cái chuyện gọi là quay đi quẩn lại mấy cái server này đi, tại vì là làng lá phân lưu ký này thì quay đi quẩn lại thì cũng chỉ có để vậy là 6 cái server thôi. Vậy là cái tỷ lệ mình làm clip trên một server nó rơi khoảng 1/6 anh em ạ. Thế nên là anh em cứ làm quen đi, bảo à tại sao quay đi quẩn lại cứ cái làng này mà không quẩn cái làng nào khác, khổ thật anh em ạ. Đấy, đây xin nhắc lại luôn là con ác này làng lá một anh em nhá. Và cái gì à, một bạn có tên Facebook là Nguyễn Kim Nguyên, Kim còn Nguyên anh em ạ. Đấy, Kim còn Nguyên nghe nó hơi có cái chuyện gọi là vẫn còn zin anh em ạ. Rồi ok anh em nhá, vào luôn nhá. Thì hôm nay bạn ấy gửi cho mình cái kèo gọi là lên cải trang Nagato anh em, mà quên câu hỏi là để cải trang gì mặc định. Thôi thì cái thằng này nó cũng gọi là theo như kiểu gọi là trải nghiệm của mình thôi. Thế nên là hôm nay là mình thích để cái gì thì mình cứ để cái đấy thôi anh em ạ. Kệ đi, nó có tiền thì nó tách sau. Đấy, thì đâu cải trang Nagato đâu nhỉ. Đã nghe là cái kèo này mình làm từ hôm qua rồi, nhưng mà lại bị giãn anh em ạ. Đấy, thế nên là đây rồi, có 50 thẻ khóa và 25 thẻ đây rồi, uy tín luôn anh em ạ. Thằng này nó còn không có bùa nữa anh em, vào shop vào khóa mua cho nó cái phù phát rồi. Còn là thêm nữa là về trường Konoha nhờ, thì trước khi về trường Konoha thì mình cũng đã về rồi. Ồ, về rồi, không có chuyện trước khi về nữa. Thì bây giờ mình cùng xem là chỉ số này nhá. Ui, cũng được nhỉ, con nick này thì không biết là bọn tại bọn này thề với anh em luôn, nó đổi tên hay sao ấy mà mình không biết là có phải nick này mình động chạm mà chưa. Nhưng mà mấy cái bọn này giờ lắm nick lắm anh em ạ, không phải một nick như mình đâu, mới cả mấy con clone đâu. Đấy, vũ khí hệ lôi hạng full 16 rồi, 17 set by Kagan luôn rồi. Đấy, nói chung là nhìn 16 là biết ngay là full set by Kagan Sharingan luôn rồi anh em ạ. Yeah. Đấy, còn mỗi cái trang bị Zinagan thôi là không có đâu. Úi giời, dự phòng cháy phết anh em ạ. Đấy, nói chung là kích mỗi cái bài, kích mỗi Sharingan ở cái áo thôi. Rồi, cháy đấy. Công hiện tại là 12.837, phải chính xác là 3.252. Đấy, thì tí nữa những cái chỉ số này sẽ tăng. Lía tránh là 4.229. Sở kim thú có cái sát tố không nói gì, không chấp. Chiu. Bắt đầu rồi. Bạn đã bật trạng thái cửu sát Ayuki Apple. Cửu sát đã bị hủy. Ơ, vậy là nó chạy hả anh em? Cái thằng này nhanh thế nhờ. Ôi giời ơi, chứng tỏ là cái gọi là cái kiểu gọi là nhân nhân tật, nhân siêu cấp của mình là không ăn thua rồi anh em ạ. Đấy, khổ tê đấy. Mình cứ tưởng là mình giết được nó rồi nhưng mà không, nó đã chạy anh em ạ, khổ thực sự. Sao thì đâu, lôi đánh lên thỏ phải không? Giờ tôi sẽ gọi là đấy, xem thử cái này phải không. Đúng rồi, 3637 3638 có suy yếu không chấp, 384. Ơ sao lại toàn cái đam lúc đam to đam bé nhở, thế này chí mạng à. 127 122 ở đâu đây, 37. Tôi không quan tâm cái chuyện gọi là nó như thế nào đâu, tôi đi đổi cái trang đây anh em. Đổi cái trang, đổi trẻ điểm cải trang Nagato. Có vé may nhỉ, đổi vé may phát nhỉ. Ấy, bạn cần là 300.000 bạc, 27 trẻ điểm lục đạo, 3 thẻ bài lục đạo thì mới có thể làm được một vé vận may. Vậy là một coi như cái này là 120 vàng và 300k bạc.
ba thẻ bài bây giờ mà chúng nó mua sale chúng nó thường nhỉ, à 9 chứ, 90 vàng anh em, khổ, mình cứ tầng 4 90 vàng, nhưng mà cái này công cày hơi căng đấy anh em ạ. Sự kiện có 1 tháng thôi mà mình tầm 1/3 tháng mình mới up được cái trang Nakato đấy anh em ạ. Thôi, chưa rút cái này ra. Rồi, đổi luôn anh em, đổi cái trang Nakato này, thằng nào nhắn tin đấy. Không biết thằng nào nhắn tin cứ kêu tút 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 sao ấy, không sao. Vậy là bây giờ tôi đã có cải trang Nakato. Nakato anh em. Ui. Nhìn chán đời nhỉ. Nhìn chán đời thực sự anh em ạ. Không sao. Đấy, bây giờ tôi phải gọi là tách ra thì tôi mới biết là nó khỏe hay yếu anh em ạ. Chứ bây giờ không nói lên được cái điều gì. Đấy, bây giờ tôi sẽ gọi là thợ rèn tách cải trang. Bây giờ thì nó bảo là cái gì vất Orochimaru với cả Yaya anh em ạ. Đấy, từ giờ tôi sẽ tách cải trang ra. Rồi, tách. Đấy là nó cố tình làm như vậy anh em ạ. Sử dụng luôn. Nó cố tình câu thời gian của tôi anh em. Khổ thật đấy. Bây giờ tôi biết là trong bộ này nó không có cái đồ tinh thạch vào đây nhở. Nhưng đồ nó cũng hết mẹ ô rồi. Ghép mẹ đã chín đi. Không biết là nó chơi ghép đá kiểu gì nhưng mà ít lên. Xịt này, tôi đoán 100% tôi vẽ bài xịt. Ây da. Xịt thật anh em ạ. Má là ác thực sự. Rồi, xịt một viên 9 để đổi lấy slot anh em. Không sao, một sự đầu tư khá lớn. Thở ra này, ghép cải trang. Cải trang thì nó bảo là để cải trang thì mặc định ra nhờ. Để cải trang này mặc định đi. Để tôi sẽ có đâu nhỉ? Cải trang của tôi đổi. Ở đây. Khổ thật đấy. Nó lại bầu đây rồi. Tháo ra. Tháo ra cho nó công bằng đi. Mẹ chứ không may. Thợ rèn này, ghép cải trang này mà không có bát dương chứ nhỉ. Không có bát dương nó hơi lủng đấy. Attack được cải trang này có bát dương phải không? Marahashi này, Minato này, thủ lĩnh Anbu này, Yaya bỏ đi. Oro cũng bỏ đi. Itachi này, Loen này, Dracula này, Bí Ngô này. Bốn cải trang này đi. Đấy, ok. Thì ở cái video trước mình có đổi cải trang Nakato cho Hashiramoto. Mà có một bạn inbox, không phải, một bạn comment, bạn ấy bảo là tại sao anh không vứt cải trang Bí Ngô đi. Thì thật sự là câu chuyện là không phải là vứt cải trang Bí Ngô đi mà là đổi cải trang Bí Ngô ra một chuyện khác. Nhưng mà thật sự để mà nói thì cải trang Bí Ngô, để mà nói thì nó là một quá trình để up level đấy anh em ạ. Đấy, sau tất cả những cái dàn cải trang thì thật sự là Bí Ngô là một cái gì đó là chính xác khá là cao. Và thêm nữa là có tăng kinh nghiệm khiến anh quái 3%. Thì không biết là cái này có không. Cái này chỉ có đam lên quái thôi. Đấy, Bí Ngô là có kinh nghiệm tăng đánh quái anh em ạ, 3% anh em ạ. Thì để mà nói cái 3% đấy nó không nhiều. Nhưng mà trong quá trình anh em trên quái thì nó sẽ là một cả quá trình anh em ạ. Thế là mình sẽ không vứt đi anh em nhá. Mong em gọi là hiểu cái vấn đề này cho mình. Ok anh em. Thì xem được đến đây thì nói chung là anh em xem đến đây là anh em sẽ hiểu rồi. Còn anh em xem tour thì mình cũng chịu thôi anh em. Rồi. Thì nói chung là cái bạn Kim Quần Nguyên đấy bảo là vớt cải trang Yaya và Orochimaru. Thì mình cũng chỉ biết nghe theo thôi. Và sau đây chỉ số còn lại là tấn công 12.738, chính xác là 3.324, né tránh là 4.249. Đấy là mình nghe theo là chủ lĩnh mách bảo. Chứ mình cũng chả hơi đâu gọi là chăm sóc xong rồi lên vứt cái trang gì. Tại vì là hắn ta ngồi nghiên cứu hết rồi, không đến lượt mình nha bạn. Thì vứt thủ lĩnh Văn Lang mà thì tỷ số khá là sẽ tăng. Rồi, chắc ông tính cả rồi. Thì vừa nãy là đam được bao nhiêu nhỉ? 124, 125, 38, 36. Tôi không thấy là chỉ số nó hơn kém nhau là mấy anh em ạ. Nó cũng như vậy thôi anh em. Đấy, nó cũng như thế thôi. Không béo lên được tí nào. Thôi, chắc là clip của mình nên đến kết thúc đây anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình.
Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn em rất nhiều.